Dạ vâng, như chúng tôi đã thông tin thì sau buổi sáng sương mù, trưa chiều nay miền Bắc sẽ có nắng ấm. Diễn biến nhiệt độ cụ thể như thế nào vậy chị? Dạ thưa chị, là trưa chiều nay nhiệt độ miền Bắc sẽ tăng lên đấy ạ. Cụ thể là tại thủ đô Hà Nội và các thành phố Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai và Sơn La sẽ tăng lên mức nhiệt là 25 đến 28 độ C, riêng Điện Biên Phủ thì tới 30 độ C. Trời ấm rõ, thậm chí là nếu quý vị mặc áo chất liệu dày thì còn cảm thấy hơi nóng nữa. Còn đối với khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Huế, sáng sớm nay cũng có sương mù, trưa chiều nắng xuất hiện, nhiệt độ cao nhất sẽ là từ 26 đến 28 độ C. Đà Nẵng trở vào đến Phan Thiết thì nắng cả ngày, không khí vẫn dễ chịu, 29-30 độ C. Nắng cũng là thời tiết chủ đạo ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên. Nhiệt độ của các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột và Gia Nghĩa trong khoảng là từ 31 đến 33 độ C. Còn đối với khu vực Nam Bộ thì trời sẽ nắng mạnh và nóng hơn. Nhiệt độ nhiều nơi sẽ là từ 32 đến 34 độ C. Miền Đông các điểm như là Phước Long, Biên Hòa, Đồng Phú thì lại xuất hiện nắng nóng 35-36 độ C đấy ạ. Dạ vâng, cảm ơn chị với những dự báo chi tiết vừa rồi. Quý vị ở Bắc Bộ thì lưu ý là từ bây giờ đến 9 giờ thì sương mù sẽ là dày. Nếu quý vị lái xe vào thời điểm này thì đặc biệt là trên các cung đường đèo, nhiều khúc cua thì nên di chuyển chậm để kịp thời xử lý những tình huống bất ngờ có thể xảy ra.